Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục toán hình lớp 10 nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đó là hai vectơ cùng hướng. Thì như thế nào được gọi là hai vectơ cùng hướng? Được chưa? Định nghĩa hai vectơ cùng hướng là gì? Thứ nhất, muốn cùng hướng hai vectơ, định nghĩa trước nha. Hai vectơ được gọi là cùng hướng, thứ nhất nó phải cùng phương. Được chưa? Hay nói nôm na là nó phải đảm bảo được rằng nằm trên cùng một đường đường thẳng, hay còn gọi là trùng trùng hoặc là song song, nằm trên hai đường thẳng song song. Được chưa? Và nó có hướng 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 là sao? Hướng là đi từ trái sang phải, đi từ phải sang trái, đi từ dưới lên trên, đi từ xiên thì đi từ dưới chéo lên trên, được chưa? Ví dụ vectơ AB và vectơ DC, được chưa? Thứ nhất, để muốn biết nó cùng hướng hay không, xác định nó cùng nằm trên một đường thẳng, vậy là cùng cùng phương, được chưa ạ? Tiếp tục coi cái hướng của nó gì. Vector AB là đi từ trái sang phải, vector DC là đi từ từ trái sang phải, vậy vector AB và DC là hai vector cùng 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 hai vector DC là hai vector cùng hướng. Được chưa? Còn nếu trường hợp nếu nó cùng phương nhưng mà ngược hướng, người ta gọi là hai vectơ ngược hướng. Còn hai vectơ tự do thì không có cái câu nào để định nghĩa hai vectơ. Được chưa? Hai vectơ này, thứ nhất nó cùng phương không? Không. Đây cái giá của thằng này này, cái giá của vectơ này và cái giá của vectơ này này. Hai cái đường thẳng này nó cắt nhau tại một điểm, nó không rơi vào trường hợp trùng nhau hoặc là song song. Vậy hai vectơ này, thứ nhất nó không cùng phương, thứ hai nó cũng không cùng hướng, vậy chỉ cần nói nó là hai vectơ bình thường, được chưa? Vậy định nghĩa lại, hai vectơ được gọi là cùng hướng nếu thứ nhất cùng phương, hay còn gọi là giá của nó trùng nhau hoặc là song song, thứ hai là hướng của nó phải cùng hướng, từ trái sang phải, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, từ trái từ dưới lên trên, từ dưới lên trên. Đó. Được chưa ạ? Đó được gọi là cùng phương nếu hai cái vectơ đó mà có hướng ngược nhau, người ta gọi là hai vectơ ngược hướng, được chưa ạ? Vậy để chứng minh hai cái vectơ cùng phương cùng hướng thì các bạn phải đảm bảo thứ nhất cùng phương, thứ hai cùng hướng, ok chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Sau bài này mình sẽ chứng minh được, mình sẽ dùng phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng nha. Bye bye.